Sáng ngày 24 tháng 8, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang tổ chức chung khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Bắc Giang năm 2024. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư tỉnh đoàn, các đồng chí lãnh đạo Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang và đông đảo thí sinh tham dự vòng chung khảo. Cuộc thi được triển khai từ tháng 5 năm 2024 đến các huyện, thành phố và các trung tâm, câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Qua chấm điểm hơn 200 tiết mục tham gia vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn được 45 tiết mục tham gia vòng chung khảo ở 8 thể loại là nhảy hiện đại, múa hát, dẫn chương trình, yoga nghệ thuật, dance sport, catwalk, nhạc cụ. Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh thể hiện một tiết mục theo chủ đề tự chọn, nội dung ca ngợi quê hương đất nước, sự trẻ trung sôi động và hấp dẫn của thiếu nhi. Thời gian dự thi tối đa 5 phút một tiết mục và được phép sử dụng diễn viên phụ họa. Qua đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục tham dự vòng chung khảo đều được đầu tư dàn dựng công phu, tập luyện nghiêm túc, phong cách trình diễn độc đáo, sáng tạo, thể hiện được năng khiếu vượt trội của các em thanh thiếu nhi. Nhiều tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem cổ vũ. Kết thúc, ban giám khảo, ban tổ chức đã chọn được 24 tiết mục xuất sắc nhất của 8 thể loại tham gia chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Bắc Giang năm 2024, tổ chức vào tháng 10 năm 2024. Ngoài ra, ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoa, biểu trưng và tiền thưởng cho các tiết mục dừng chân tại vòng chung khảo.